Có 3 lý do dẫn đến việc một người đàn ông ngoại tình. Dù có vô vàn tình huống khiến người đàn ông lừa dối vợ, nhắn tin, gặp gỡ hay là quan hệ với người phụ nữ khác, nhưng chung quy chỉ có 3 lý do cơ bản. Ngoại tình là kết quả của cả một quá trình và nguyên nhân sâu xa là hai vợ chồng đã mất đi sự kết nối. Lý do thứ nhất, ngoại tình vì nhu cầu tình dục. Những người đàn ông này thấy cuộc sống tình dục một vợ một chồng nhàm chán và họ buông thả bản thân để tìm kiếm những thú vui thể xác. Một cái lạ bằng tạ cái quen, những mối quan hệ ngoài luồng xuất phát từ việc hai vợ chồng đã để đời sống tình dục của mình tụt dốc vì những gánh nặng cuộc sống hàng ngày. Thứ hai là ngoại tình vì cảm thấy không được yêu thương, không được tôn trọng. Kiểu ngoại tình này có phần sâu sắc hơn kiểu thứ nhất vì nó chạm đến cảm xúc của người đàn ông. Nó chạm đến phần rất nhạy cảm mà người đàn ông đã không tìm thấy được ở người vợ của mình. Anh ấy thấy mình không được tôn trọng, thấy mình kém cỏi và không nhận được sự quan tâm. Và vì lẽ đó mà anh ta sẽ tìm kiếm sự xoa dịu từ bên ngoài. Những kiểu ngoại tình này thì có thể dừng lại ở việc nhắn tin qua lại. Nhưng nếu người vợ luôn trách móc, chỉ trích, luôn cằn nhằn cau có và sự thông cảm lắng nghe luôn mở rộng vòng tay chào đón của người thứ ba thì người đàn ông sẽ rất dễ bị hạ gục. Thứ ba đó là kiểu ngoại tình gắn bó, là hai người đã phát triển thành một mối quan hệ có cả sự đồng cảm, thông cảm lắng nghe nhau, nói chuyện như những người tri kỷ và có cả quan hệ tình dục. Kiểu ngoại tình này đã có một thời gian dài để phát triển, vì thế nó là dạng khó nhất để chúng ta có thể xử lý và đối diện.